Kaki. Xin chào các bạn, trong video này Phượng sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn sao chép liên kết của một cái nhóm nào đó nhé. Thì ví dụ Phượng muốn sao chép cái địa chỉ nhóm Đây ví dụ Phượng muốn sao chép cái nhóm là Chi Cúp Team Việt Nam Number One. Thì Phượng sẽ vào nhóm này. Và ở trên góc bên phải, các bạn chú ý là có cái hình ngôi sao đây. Thì các bạn ấn vào đây. Ấn vào đây các bạn sẽ thấy này, cái phần là chia sẻ. Đây, phần chia sẻ đây. Đấy, các bạn ấn vào chia sẻ nhé. Sau đó nó sẽ hiển thị ra rất nhiều những cái ứng dụng mà chúng ta muốn chia sẻ đây. Ví dụ chia sẻ dòng thời gian, chia sẻ vào lưu, vào driver. Đấy, và nếu chúng ta muốn sao chép địa chỉ liên kết thì chúng ta ấn vào cái sao chép vào khay liên kết ở bộ nhớ tạm thời đây này. Đấy, cái phần thứ ba nhá. Đấy, chúng ta ấn vào đây. Đấy, như vậy là đã sao chép được rồi. Và chúng ta muốn gửi cái đường link này cho một cái người bạn nào đó của chúng ta để chúng ta ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gửi vào, sẽ vào tin nhắn của họ. Đấy, tin nhắn của họ, và mình sẽ copy, mình paste vào. Đấy, một là như thế, hai là ví dụ chúng ta sẽ viết một cái status chẳng hạn, xong là chúng ta nói rằng là hãy tham gia vào cái group này của chúng tôi chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, đây chính là cái group mà mình đã chia sẻ. Đấy, ví dụ thế. Đấy nha, ví dụ nha, mình đăng nhá. Đăng này, đăng thử nhá. Đấy. Rồi, nhưng mà để ở chế độ chỉ một mình thôi, còn cái này đăng là không có ý nghĩa gì. Đấy, đây nha, như thế này này, xong mình ấn vào đây này. Đấy, thì nó sẽ ra luôn là cái link của, ra ngay cái nhóm này, bởi vì cái nhóm này của Phượng đang làm là để ở chế độ công khai, nên mà khi mà chúng ta ấn tham gia vào một cái là nó sẽ hiển thị ra luôn. Còn một số nhóm là nhóm kín ấy, thì cần phải duyệt thì mới được. Đó, đây là cái nhóm mà chúng Phượng đang kinh doanh về cái sản phẩm của Chi Cúp. Sản phẩm bao gồm là hàng gia dụng này, hàng mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng này, thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em này. Đấy, rất nhiều sản phẩm, khoảng hơn 200 sản phẩm của các cái nhãn hàng mang thương hiệu của Chi Cúp nhé. Chi Cúp của Hàn Quốc nhé. Đây, Chi Cúp của Hàn Quốc. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.